giữa nhộn nhịp phố thị, hiện diện một nơi thật sự khác biệt. Nơi mỗi khi trở về, lòng nhiệt thành hơn cả sự chào đón. Nơi không cầu kỳ, nhưng mỗi chi tiết là một sự chỉnh chu. Chậm chút từng ly, thấu đáo đến không tưởng. Nơi sống, nghỉ, dưỡng không đâu sánh bằng. Nơi giới tinh hoa thỏa mãn những đặc quyền. Một chuẩn mực mới, không phải ai cũng được trải nghiệm. Một phong cách sống hàng hiệu, tạo nên từ tinh hoa hàng đầu thế giới. Grand Marina Sài Gòn, tinh hoa thế giới trên nền di sản.